Và các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Exeter 1/10, cái bản nâng cấp cực kỳ chất với cốt combo hơn 200 triệu. Cái chiếc Exeter 10 độ hôm nay đã có thể khiến cho anh em hốt hoảng biết rằng giá trị của nó hơn 200 triệu. Nếu muốn biết tại sao cái chiếc xe này lại có mức giá đắt đỏ đến như vậy, bây giờ chúng ta hãy cùng mẫu xe em ấy nhé. Đầu tiên, yếu tố của cái chiếc Exeter 10 độ hôm nay đẳng cấp chính là nhờ một cái biển số sẵn rộng 45678, nó rất là chất. Anh em chơi biển cũng biết, ai muốn sử dụng biển này phải bỏ ra khoản tiền lớn. Chính cái biển này thôi cũng đã nâng tầm giá trị cái xét phiên bản lên khoảng 120 triệu. Khi về tay một người chủ tên là Phan thì anh ta còn đem đến một cái sự sang chảnh lịch lãm cho cái chiếc xe cừng bằng một cái phương pháp lập bọc sợi carbon lên những vị trí như chè trước, tay dắt, đèn sau biển số vân, đồng thời lên đời một cái bộ áo MX-10 chính hãng của Indo, số chứng minh kích tâm màu đỏ rực lộng lẫy. Với một cái chiếc Exeter độ thì chúng ta hơi hướng tới những cái cụm thắng như Rainbow Asset Costa Costa, một món đồ chơi mà chúng ta rất dễ bắt gặp. Với cái cụm thắng này thì hiệu sức thắng của cái chiếc xe Exeter rất là tốt. Đây là phiên bản là piston chỉ có 17, hỗ trợ cho anh chủ có thể điều tiết thắng với những con heo một cách rất là chuẩn xác và nhịp nhàng nhất. Về cái cụm con thì cái chiếc xe hôm nay được người chủ trang bị một cái cụm con của Kinhan Amasa, liên lạc một cách hoàn hảo với cụm Rainbow Asset 17 Vista Vista bên kia, tạo ra một cái bố cục ẩm thể rất cân xứng hài hòa khi cả hai cái mẫu cụm thắng và cụm con đều có thiết kế đến từ nhật của Rainbow. Nói về cái cụm công tắc Donal và cụm gạt Donal hay ga trên có lẽ đã trở nên quá nổi quen thuộc với anh em chơi xe khi xuất hiện dày đặc trên những cái dòng là Exeter 10 độ. Nhưng thật sự đây là cái chiếc xe hiếm hoi mình thấy em ấy sợ cho mình cái cụm đề của chiếc Ducati Multistrada 1200. Mẫu cụm đề có chứa những chi tiết cái Vinales rất là sắc sảo và cả những cái nút bấm. Chi tiết cái Vinales này sẽ trở nên vô cùng nổi bật khi chúng ta di chuyển bằng đêm. Nếu đặt cạnh chi lực sườn Holden thì cái chiếc chi lực Vubo sẽ hoàn toàn ăn đứt chi hiệu đứng thời điểm so với phần diện mạo. Bởi vì chi lực Vubo vốn làm thủ công từ hợp kim titan. Dĩ nhiên cái độ sắc sảo của nó có phần là nhỉnh hơn cả Holden hoặc các dòng chi lực khác có mặt thị trường. Phục trước nguyên bản thì khá yếu ớt, cái chiếc xe hôm nay đã được nâng cấp lên cái phục Q10 nhằm tăng cái sự ổn định trong quá trình di chuyển, cắt phục triệt để âm thanh khó chịu của bục xin khi qua lao vào những ổ gà. Trên cặp phục Q10, chi tiết phát CC được bổ sung nhằm cố định với con heo của Rainbow Dick 4 bit, hỗ trợ cho con heo này để cắn hết được mặt lưỡi đĩa của dòng là Rainbow Oro, khai thác triệt để được thắng và cái khả năng hãm phanh. Trong khi cái dàn chân trước sau được nâng cấp cái mâm của K7 đen bóng lịch lãm, móng mâm đúc trải qua quá trình xử lý bề mặt để có được diện mạo 47 như vậy. Cái tông màu là bộ mâm này đang tận dụng nó phù hợp với cách phối màu với con heo vàng cát là cái dòng Rainbow Dick 2 bit phía sau, khi màu sắc bộ mâm này biến cái con heo trở nên nổi bật và đẹp mắt nhất. Đối với những anh em chơi dòng Exeter 10 độ thì cái dòng phục Holden và cái bộ cấp CNC như cái diện cấp là Madrid Boy đang là xu hướng hàng đầu được anh em theo đuổi. Với sự cấp mặt của chúng thì không những cường hóa cái sự vận hành mà còn đem tính nét đẹp chỉnh chu và hoàn hảo cho mặt tổng thể dàn chân. Ngoài những nâng cấp, những món đồ trang hiệu thì người chủ còn bổ sung thêm một cái bài đồng bộ xăng lửa để khai thác sức mạnh của con xe hôm nay nhằm có được cái phần tốc độ, độ bốc mong muốn để thỏa mãn cái niềm đam mê xe của riêng bản thân. Winner 1/10 phục dựng cực đẹp. Cái chiếc Winner 10 hôm nay có mang cho mình những món đồ chơi đang nằm trong mơ ước của rất nhiều anh em chơi xe. Không những như vậy, người chủ còn chăm chút một cách là mới đèn kèn. Không dây dòng nữa, chúng ta cùng xem nhé. Đập vào mắt chúng ta đầu tiên đó chính là bản tình to lớn, ngầu, một phong cách Indo. Người chủ vẫn tin tưởng tận dụng là cái cụm thắng cụm con sim nhưng đã dán lại cái cam mica cho phần đèn thành màu khối để nhìn chiếc xe huyền bí hơn. Cụm ca sim đã được nâng cấp thành cụm tăng tốc đồ chơi nhấn nhá bằng những con ốc tán titan bắt mắt. Bộ cụm này có nhiệm vụ cố gắng hoàn chỉnh ra, từ đó tối ưu được cái nước đề bài cho con xe nổ. Với cái mâm Rainbow 5 cây màu đen khiến dàn chân chiếc xe nó cứng cáp hơn. Anh chủ muốn giữ lại đĩa sim nên bắt buộc phải CNC một cái chiếc lồng đĩa để gắn vào mâm. Cái chiếc lồng đĩa màu đen này khá là bật với những con ốc titan sặc sỡ. Heo trước là dòng Rainbow 2 bit xứng, gia tăng cái chút hiệu sức thắng. Để chiếc xe bớt đơn giản, chắc chắn chúng ta phải nhìn phần nội công. Với cái lồng lọc bài CX, thương hiệu này rất quen thuộc, anh em đam mê độ máy hay biết. Nó được trang bị để tối ưu cái phần công suất động cơ. Chúng ta thấy nó còn lộ ra cái tăng cam độ chơi để ngự trị cái lỗ tăng cam của dòng xe này.
Bụng giữa được dọn chóng hơn để khoe được cái phục Hollin giá trị. Ngoài hiệu năng y máy, nó còn có sự nhún nhảy y máy phù hợp nhu cầu người chủ. Cái con xe được trang bị bột 3K CV để phục vụ cho những chuyến đi chơi xa, thỏa mãn niềm đam mê xe dịch. Trong khi dàn chinh thì vẫn có sự hiện diện như bậc quen thuộc, đây là có chút thay đổi nhỏ như là hệ của Rainbow Hybrid. Thế bắt ngược sẽ khiến bụi bẩn các đất rơi qua một cái rãnh nhỏ, người chủ dễ dàng hơn trong quá trình vệ sinh. À, tí nữa mình quên giới thiệu các bạn, đây là cây bột Levin dũng mãnh của con xe. Cây mô này ngoại trừ khiến ngoại hình chiếc xe trông gấu hơn mà còn hạn cho âm thanh nó rất là đã tai. Với một cái tổng thể màu đỏ của con xe kết hợp với dàn chân màu đen rồi nhấn nhá một vài món đồ chơi hiệu, làm cho một bản đồ trở nên tinh tế hơn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, subscribe.